cùng đến với chương trình ca nhạc đặc biệt buổi tối ngày hôm nay. Chương trình do công ty giải trí Cộng Hiên kết hợp với sân khấu ca nhạc cộng đồng tổ chức thực hiện với chủ đề Không Phải Của Mình. Chương trình ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ với rất nhiều những ca sĩ, những nghệ sĩ được quý vị yêu thích. Đặc biệt là ngày hôm nay có rất là nhiều người thương của Hồng Loan cùng đến ủng hộ chương trình cho Hồng Loan, cũng như là tất cả những nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị tận hưởng một đêm nhạc thật vui, thật nhiều niềm hạnh phúc, cũng như là chúng ta cùng chào đón chào những ngày nghỉ lễ thật vui tươi, thật thoải mái và hoàn hảo nhất bên cạnh những người thân yêu nhất của mình, quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều của chương trình ngày hôm nay. Để một tràng tay nữa cho tất cả những khán giả thân yêu chúng ta trong tối nay. Cảm ơn quý vị. Dạ. Cái bây giờ thì Tấn Hưng mời tất cả quý vị cùng mở đầu chương trình nha. Bài hát mở đầu chương trình rất là sôi động luôn, với một bài sáng tác nhạc Hoa lời Việt, ca khúc Chỉ Tiếc Là. Và Tấn Hưng mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu cùng chào đón một đôi song ca gồm một ca sĩ, một rapper được rất là nhiều khán giả trẻ yêu thích hiện nay, đặc biệt rất là hot TikTok luôn. Mời quý vị cùng đến với Chỉ Tiếc Là cùng chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Tuệ Ni và rapper Em Tú. Một tràng pháo tay chào đón Tuệ Ni và Em Tú. Tuệ Ni và Em Tú sẽ được gửi đến quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vừa qua là một sáng tác hành Hoa lời Việt được mang tên là Chỉ Tiếc Là của nghệ sĩ Lạc Khởi. Và bây giờ sẽ là một món quà rất đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Ca khúc này cũng đã vừa qua rất là viral ở trên TikTok. Không biết ở đây có ai trên TikTok không, cô chú anh chị ơi? Có mà. Rồi chắc nhiều quá nha, nhiều nha. Một ca khúc rất hay của nghệ sĩ Nguyễn Thế Bình. Ca khúc là mang tên Hôn Lễ của anh, xin mời mọi người cùng lắng nghe. Không biết là ca khúc này có được nhớ bắt tay tặng quà cho tất cả mọi người được không ạ? Được không, cả nhà mình ơi? Em có bên nào giơ tay mạnh nhất để em xuống được không ạ? Bắt đầu xuống, 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 bắt đầu x
Em sao quá em hôm nay em đem bao nhiêu bạc 500 tấm hả? Kiểu gì? Bác có đổi gì? Bác có đổi gì? Bác 500 tấm rồi hả? Em này chiếc bác ở đây rồi sao? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trước khi đây thì tới đây và em đấu xin chúc tất cả mọi người một mùa lễ 34, 35 thật nhiều niềm vui, thật nhiều tốt. Một tràng của thật lớn trên đây nha, đừng có tới nhà mình đây. Cảm ơn rất nhiều, I love you. Cảm ơn tới đây và em đấu mỗi một show diễn hai bác 500 tấm rồi thì sao dư tiền. Cảm ơn hai em. Tức xíu đưa hát bác tiếp nè. Cảm ơn hai em nha. Em Tú và Tùy Ly, hai bạn ca sĩ trẻ rất là hot TikTok, được khán giả trẻ gần đây rất yêu thích. Cảm ơn quý vị khán giả ngày hôm nay đã dành tặng những tình cảm yêu thương cho em Tú và Tùy Ly. Cảm ơn quý vị. Ngay bây giờ mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát rất ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay, với một sáng tác của nhạc sĩ Thái Kiệt, ca khúc và Các Tuổi Là Ta. Cùng quý vị cùng gặp gỡ với một trong những nam học trò rất ưu tú của anh Quách Tuấn Du. Cùng quý vị ngay bây giờ cùng gặp gỡ với tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Trung Tính với Các Tuổi Là Ta. Và ở đây là tặng Trung Tính ạ. Dạ, mình nói riêng cho phép Trung Tính sẽ đến tận quý vị có mặt là tại chương trình ngày hôm nay và chào thân thương và trân trọng nhất. Thank you.
nghĩa. Những cái mang tên đời là các bụi là na. Và quý vị thấy hôm nay để cho một chậu tay lớn cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đừng chê bai, hãy cười ai. Đời là thế đó, lúc chúng ta chẳng ai ngó ngàng. Ngày xưa bình quan, ai cũng ngoan. Nhà thương khi sắp cơ chẳng còn nhà thương. Đừng khinh khi trái giá trị đến mùa gạt nhau. Lực nhân hóa cũng sẽ đến xin hãy làm điều tốt. Vừa rồi con không có cái lịch diễn với hát nhiều nên có vẻ hôm nay cái thanh quản con không có được tốt hả quý vị? Hay hả quý vị? Dạ hay, cho một chỗ tay lớn nữa quý vị. Dạ, con nói chung là con đã cố gắng hết sức để trình bày ca khúc chọn mẹ dành tặng quý vị. Mong quý vị yêu thích ca khúc này, tại vì ca khúc này cũng là ca khúc mà vừa qua con có được đưa lên TikTok là được rất nhiều người yêu thích ca khúc này. Thì mong quý vị khi về nhà quý vị có thể xem lại TikTok của con với tên là Tiếng Biết Hát nha quý vị. Tên quý vị rất nhiều. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là một ca khúc mà sẽ có một cái giai điệu rất hào hùng. Ca khúc vừa rồi cũng là rất là trending trên tất cả các nền tảng về đất nước của chúng ta là Việt Nam. Thì sau đây xin mời quý vị sẽ lắng nghe một sáng tác của nghệ sĩ Long Thanh Đức. Ca khúc được mang tên Một Vòng Việt Nam. Xin mời quý vị lắng nghe. Và nếu ca khúc này quý vị có thể có ai thuộc hát cùng con ca khúc này đúng không quý vị? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ca khúc vừa rồi cũng là ca khúc để em chào tạm biệt quý vị. Và chúc quý vị sẽ có một đêm nghe nhạc thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe, và có một tuần nghỉ lễ thật là hạnh phúc cùng với gia đình của mình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở đây là nam ca sĩ Trẻ Trung Tinh, cảm ơn em. Mình hát sức gặp gỡ với một nam ca sĩ và cũng là một diễn viên ảnh mà quý vị thường xuyên gặp trong các bộ phim truyền hình được xem, được phát trên các kênh truyền hình hàng ngày. Một người anh em rất yêu thương với bé mới Hồng Loan, lúc nào cũng dành sự quan tâm, ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan trong cuộc sống của những trong việc ca hát. Một quý vị cũng gặp gỡ với con trai cưng của nam nghệ sĩ cải lương Linh Tâm, ca sĩ diễn viên ảnh Linh Tý. Vỗ tay tấm nhiên ạ. Dạ, con xin chào bà con ruột thịt thân yêu. Dạ. Dạ, rất vui được gặp lại quý khán giả ở ngay sân khấu ở Trống Đồng. Không biết nói gì hơn là xin chúc quý khán giả có một mùa lễ thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và những người thân mến. Xin cảm ơn rất nhiều. Quý vị khán giả đi lễ chơi vui không? Ăn uống gì chưa? Ra kiếm gì ăn đi. Hồi nãy giờ cô vàng quậy quá trời rồi. Nên bây giờ thì xin gửi đến một ca khúc do chính con sáng tác, một bài hát được mang tên Nhớ Cải Lương. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Yeah.
Mơ thấy lại được cái cúp vàng mơ lội của ông nội. Bây giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức bài hát được mang tên Buồn Tình Nghĩa. Dạ. Dạ. Đây là một ca khúc cũng nằm trong album Buồn Lê Đô với Tí Dương Tí Sáng Tác. Mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mời rất nhiều. Dạ. Chị Tâm, Tâm gì là quý khán giả. Tôi không biết là bên nào hơn là làm tiếp bài nữa. Mơ hả? Dạ mơ đi về nhà ngủ mới mơ được. Ở đây ngủ cô kỳ lắm à. À bé ơi, bé nhỏ hồi nãy đâu? Hồi nãy là cái gì chia trong đây đúng không? Cái gì hả? Chia cho con đúng không? Rồi chú xíu chú hát xong đi ra ngoài đó chú không chia hát dễ mà. Và bây giờ quý khán giả có nghe tiếp được nhạc sôi động hay là nhạc giọng cổ? Một lần nữa à, sôi động hay giọng cổ à? Dạ một bên là nghe sôi động nè, bên phải là giọng cổ nè. Thì bây giờ nó sẽ phối hợp giữa hai bài sôi động và giọng cổ hát thành một được không à? Bài hát mà nó từng hát cho gì nghe khán giả nghe rồi hôm nay ca lại nhưng mà ca theo cái giọng có tân cổ trong đó người nghe nó mới lạ. Xin mời quý khán giả thưởng thức ca khúc được mang tên Khúc Đình Nồng, bộ sáng tác của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Mm-hmm.
Xin đại biểu người khán giả nha, Tý xin nhường sân khấu lại cho sư phụ của Tý kim bạn con nội. Lúc này đang gửi đến các cô chú anh chị, tất cả quý vị khán giả đều chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, kính chào quý vị. Cảm ơn rất là nhiều. Nóng quá, nóng muốn xỉu luôn. Ông đại linh tâm bị sốc nhiệt rất là nhiều luôn, uống thuốc quá trời quá đất. Vậy con, cảm ơn con nha. Ơi, con hiểu rồi. Bà làm đi chút lại cho con. Yên tâm. Cảm ơn rất là nhiều. Trong niềm vui này thì Linh Tâm xin gửi tất cả cô chú và anh chị một bài hát. Đại nhân những người mới nói là bài hát là Linh Tâm hát rất là nhiều. Nhưng quý vị thích là Linh Tâm hát nữa thôi. Đơn giản là vậy thôi. Một bài hát được mang tên Trai Tài Gái Sắc của quý vị tỉnh thức ạ. Cứ tay cho chung quý vị. Cảm ơn rất là nhiều. Thank you.
thì không thể gian chơi. Sao đang mệt ta vẫn cứ đang chơi, anh vẫn thầm mê. Còn em nhất đẳng cùng đời. Các bạn nghe nè, các bạn đã hiểu không? Đi, qua cái đêm đó. Sao thì, vì đứa hôm đêm nay là một đêm mà hát một chút xíu nào đó, tự nhớ về ngày của mình. Anh chú lên bây giờ, vì có nhớ không? Vâng, rất là nhớ. Và trong đêm này thì thực sự tôi chưa một điều đề. Nếu mà nói những cái kinh tình thì Vy khỏi nói rồi. Rõ ràng là chúng ta và Vũ Linh rất là sáng chắn bên nhau. 40 năm rồi bây giờ, rất nhiều kỷ niệm. Và kỷ niệm nhớ nhất đó là lúc nào Linh ta cũng dịp vợ lắm hết trơn. Tội nghiệp, đi rồi một con em, ông còn sống ở tụi vậy nữa đâu. Từ mấy ngã tư, mấy đứa nhỏ nó ngừng lên kế bên, nó nói qua dù khi mình cũng mất vậy. Chị Linh Tâm nè, cái này chuyên môn lấy vợ của Vũ Linh, Kim Tử Lâm nè. Buồn ghê vậy đó, trong tim thôi. Chứ ngoài đời, ai dám lấy vợ người khác bao giờ đâu quý vị, phải không ạ? Nhưng mà đây sẵn tôi duyên đêm nay rồi, tôi xin phép Linh Tâm được hát một bài hát mà tự Linh Tâm sáng tác. Một sáng tác rất là dễ thương, được mang tên là Lời Tỏ Tình Rất Dễ Thương. Bài bài Ngọc Sơn nha. Bài Ngọc Sơn cái bài mà ngày em yêu ơi, u như cái lu. Trời đất ơi, có gì người ta mà nó u như lu, ai chịu bao giờ đó mà. Đây là một lời tỏ tình rất là nồng nàn, rất là tha thiết, nhưng mà rất là dũng mãnh, rất là tàn bạo, rất là khủng khiếp. Ôi quý vị đứng trước bài hát được mang lên Lời Tỏ Tình Rất Dễ Thương của Linh Tâm sáng tác. Vỗ tay đã cái dê cho đã cái dê. Ôi tôi rất là dễ thương. Cảm ơn ngàn ơi. Lòng ngất ngây thái dương lung linh sáng mây, ta ngất ngây say sao xuyên tâm hồn, lòng bàng hoàng cứ ngẩn ngơ, như đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để đòi quy ương, xin đòi nhờ lứa mẹ so mọi người. Mai tóc bạc phơ, dù da nhà mắt thắm mắt người em. Mày đổ đường xem mà xin áo lời, đang nghe áo của ngày xưa. Em ơi em, có gì mà buồn so, khi ra đi tới vì cái tuổi mình. Còn chờ đòi bên mai mỗi yêu được gần như đến hôn ngày. Anh con Giang ơi, dạ. Anh con Giang, ai đâu? Đã là nói tiên cho phép Việt Nam xin gửi lời chào quý vị. Quý vị một buổi tối thật vui vẻ. Dạ. Ai đâu? À, ai đây? Trời em khán giả đây, ngồi coi nát lên bằng bông. Lên đây. Đặt trời cái ơi, cây cùi mà nó nói cái bông nè quý vị. Cái này cái cùi, cái bông mà nó phải có cái gì chứ? Trời ơi, biết làm ổn thượng không hả trời? Trời chị nhỏ, em là ai đây? Em thằng tỷ, thằng tỷ, thằng tỷ. Tỷ nào? Ôi anh, trong đầu mày tao quen tỷ hơi nhiều, mày tỷ nào? Nhắc cái nhớ liền. Ừ. Thằng tỷ con bà Hai Mỹ. Nhắc bà Hai Mỹ là nhớ liền. Đó, thằng tỷ con của bà Hai Mỹ. Dạ. Nhà nó ở Dị Thủy. Dạ đúng rồi. Trước cái nhà có cái cây cầu khỉ. Đó. Con vợ của mày đi làm... Tại vì nói. Con vợ của mày đi làm thủ quỹ của cái công ty may mặc nào đó nè đúng không? Trời đất ơi, làm hết hồn. Mày đó là hết hồn đó. Ủa, em biết làm ảo thuật luôn hả? Trời ơi, biết cái này là chuyện nhỏ, làm nhiều chuyện lớn. Bà con cô bác ở đây của anh đông lắm à, làm một cái có chứ. Nhưng mà bây giờ trước tiên là hỏi được kêu hỏi cái được không? Ừ. Trước khi quý vị khán giả đây tới đây hát, người ta tới đây coi hát, người ta làm có cái gì? Tiền, tiền mới mua vé vô được chứ hỏi thì hỏi gì? Hay trời như thế đó. Cho mọi người sẽ chết. Lên tới 900 lít. Gì lên đây một tiền gì cả. Thì phải có tiền mới diễn được. Sợ khi có 5 xị. Mẹ thấy trong đất gà để nhé nhé đó. Hay gì trời. Anh chậm đi đem cái video nha. Ok. Dạ kính thưa cô chú chị, đó. Hướng mắt về sân khấu trên tay của em đang cầm tờ 5 xị của anh Giang. Đó, nó nhớ tờ nó 5 xị của em. Nào bây giờ em xin biểu diễn cho tờ 5 xị. Đó, nó nhét vô, nhưng mà quý vị, coi chừng nó lông của em nha quý vị. À, nhét vô. Đó. Còn nha. Ủa trời. Còn nha. Còn cái sao còn, 5 xị của anh mà. 1 2 2 3 3 Đó. Trời đất ơi. Úi. Vỗ tay cho nó liền quý vị. Từ tờ 500 ngàn mà nó biến thành tờ 2 liền. Anh hồi nãy anh đưa em tờ nhiêu? Tờ 5 xỉ. Sao còn 200 đi? Còn 200 ạ. Hồi nãy bà con của bác ở dưới anh đưa em tờ nhiêu? 5 xỉ.
Cho con 200 mà. Con 200 hả? Ừ, không được đâu. Hồi nãy đưa tờ màu gì? Màu xanh đó. Chỗ này đang tờ màu gì? Màu đỏ. Mày đổi lại giùm tao cái tờ màu xanh được không? Trời ơi, còn dễ nữa đó. Để lỗ sao quý vị? Lỗ? Dạ, quý vị hướng mắt gì sang khẩu đây? Đi ra đâu có nhiêu tiền, nó đi như lỗ mấy trăm ngàn vô liếm đúng không? Màu xanh đúng không? Đúng rồi. Màu xanh. Thà là mày đổi màu xanh tao chịu. Ok, màu xanh. Xanh nha. Xanh. Ừ, nhẹ lại vô nè. Xoay. Đó. Trời ơi, vỗ tay lên liền nha quý vị. Xanh mặt luôn. Vỗ liền. Kinh mặt. Xanh lè luôn á. Xanh liền. Thấy cái này là xanh lá nè. Thì xanh lá. Là mày xa lắm tao đó. Hồi nãy đâu có nói là xanh lá hay xanh gì đâu. Hồi nãy đưa em là 5 sĩ. 5 sĩ. Sao giờ còn có 1 sĩ vậy? Giờ còn 1 sĩ thôi. Vậy 4 sĩ đâu? À hỏi vậy đi. Ờ, 4 sĩ đâu nè. Anh nhớ bữa mình đi ăn lẩu ở cái bàn 8 thì 4 sĩ không? Em chờ. Chết. Trời ơi, lên đây là trường nợ rồi đó. Tranh thủ gì nữa đó. Thì từ đầu ra nói trường nợ 400 đi làm quá trời làm. Thôi bây giờ anh hát hay quá, anh hát một chuyện cho bà con coi cái nữa nha. Ok. Nhưng mà giờ trước khi em vô bây giờ, anh cho em đố anh cái được chưa? Đó, đố nữa là có, đố gì? Vậy em đố anh nha. Cha vợ người ta gọi là gì? Nhạc thủ. Cha giữ trai. Khôn. Mẹ vợ gọi là gì? Nhạc mẫu. Quá ghê. Vậy em đố anh chị vợ người ta gọi là gì? Đây. Chị vợ là gì? Chị vợ là chế. Ta kêu là chế đó. Là nhạc chế. Là án nhạc chế. Bây giờ trước khi anh vô nè, anh quý vị ơi vỗ tay cho diễn viên Kỳ Nam đó quý vị. Em vô em bấm cho một bài nữa được không? Đây, em bấm ca cổ được. Em có ca cổ được. Một bụng mà. Thì ghê vậy. Trời ơi, cháu của cậu Năm mà. Ghê vậy ta. Ừ. Điểm cho bấm Lan Trà Điệp nha. Lan Trà Điệp nha. Rồi, ba Lan Trà Điệp nha. Dạ. Chồng chim Lan hát được không? Hát xong được. Vậy em bấm còn mấy anh em nha. Dạ. Thằng này học cắt cớ. Quý vị, cho quý vàng xin gửi quý vị một sáng tác mới của quý vàng. Còn mấy anh em chứ phải còn anh mấy em nha quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, xin quý vị, hẹn quý vị một lần khác nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn hot TikTok, nam ca sĩ Cu Vàng. Cảm ơn. Quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một trong những ngôi sao trẻ của sân khấu cải lương được quý vị rất yêu thích hiện nay. Chúng ta dành một tràng hôm nay thật lớn và thật đồng nhiên cho quán quân chương trình Sao Nói Mồi mùa đầu tiên, nữ nghệ sĩ Bình Tinh. Nhiệt độ xuống và cũng giống như là con nhận được tình thương của tất cả mọi người.
để mua thuốc uống. Và cảm ơn Cảnh Qua thân thương rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì để quay trở lại sở trường của mình, sẽ gửi đến cho quý vị một trích đoạn kinh điển của sân khấu ở thập niên 60. Và trích đoạn này khi con nhận lời diễn ở đây, trước khi con đến là con đã nhận được những tin nhắn là mình Tinh ơi hát bài này nha Tinh. Mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn được mang tên Lôi Vũ. Xin mời cùng lắng nghe ạ. Yeah.
con cảm ơn. Con cảm ơn các ông bà, cô chú, các anh chị rất là nhiều. Bây giờ con đi vô được chưa hả? Dạ. Vì ba thì lúc nào cũng ra đầu. Sau đó thì ông anh với nhỏ em mới ra. Dạ. Thì lúc nào là mọi người cũng nhường cho con hết đó. Tại vì cũng biết là bây giờ con hát xong ở đây là con về là con lên xe con đi ra Bạc Liêu luôn rồi. Dạ con đi liền luôn. Tại vì con ra để con có thể nghỉ ngơi. Sáng mai là con giao luôn. Rồi tối mai con hát Bạc Liêu, mốt hát Cà Mau. Ngày kia con trở về Bạc Liêu. Rồi cái ngày nọ con có về Sài Gòn. Dạ. Dạ con hạnh phúc vì cái điều là con cứ được đem rủi đi đây đi đó, đi gặp mặt tất cả quý vị. Dạ, và để trước khi con tạm biệt tất cả mọi người, cho con xin gửi đến mọi người một bài hát rất là dễ thương. Mà bài hát này á, lúc mà con hồi trước mà khi mà mỗi lần con hát bài này á, là con bị cái anh mở trở nó anh ghẹo con dữ lắm. Anh rất là thích con hát bài này luôn. Cho nên là mỗi lần hay mà có show gì là con hay hát cái bài này cho anh nghe lắm. Và bây giờ cũng mong là người sẽ nghe lại và càng ngày càng phù hộ cho con hát hay hơn, cho được quý vị khán giả yêu thương nhiều hơn. Không phải chỉ riêng con mà con của người, cháu của người, gia đình của người, tất cả những người thân của người sẽ luôn được bình an, may mắn, được quý vị thương yêu, tài lộc dồi dào và dạng sự như ý. Con nói riết mà con chưa giới thiệu bài luôn. Quý vị cùng thưởng thức bài hát được mang tên Giả Tràng Xe Cát Biển Đông ạ. Tôi đi
con cảm ơn tình thương của tất cả quý vị rất là nhiều. Dạ con muốn hát lắm, con muốn hát tới sáng luôn á. Nhưng mà Lệ Quỳnh Vân còn rất là nhiều tiết mục đặc biệt, và ngày hôm nay là có một tiết mục quan trọng lắm. Mọi người ở lại chờ xem và ủng hộ nha. Con cảm ơn, con chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Và hôm nay để cho Bình Tinh ạ. Cảm ơn Bình Tinh với và quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với một trong những ngôi sao khách mời trong chương trình ngày hôm nay, với quý vị cùng gặp gỡ với Mr. Florence, nam ca sĩ Quách Tuấn Du, buổi sáng hôm nay. Quách công tử xin chào tất cả các đại tiểu thơ hôm nay ạ. À. Các đại tiểu thơ khỏe không vậy hả? Dạ, em xin chào tất cả quý vị. Đêm nay, hồi nãy có ca sĩ trước á, chúc quý vị một đêm vui vẻ và ấm áp. Em thấy cái chữ ấm áp không đúng. Phải chúc quý vị là một đêm vui vẻ và mát lạnh, bởi vì thời tiết quá nóng luôn quý vị. Mà thật sự em thấy đêm nay á, em nhìn xuống tất cả quý vị, em cảm thấy nợ ơn tình quý vị nhiều lắm. Em nói thật từ trái tim của mình. Quý vị nhìn thẳng vào ánh mắt em đi, em không nói dối. Là bởi vì để lâu cho quý vị từ nhà tới đây là quý vị đã khó rồi, quý vị ngồi mà nóng như thế này rồi. Quý vị yêu thương những ca sĩ, nghệ sĩ hôm nay như tụi em, thật sự em xúc động và cảm ơn tất cả quý vị nhiều nhiều lắm. Bây giờ này có điện nhà ngồi mới lạnh sướng hơn đúng không? Bữa nay nóng quá, ai cũng muốn coi như là muốn nổ cái não cái đầu luôn á. Mà thấy quý vị rồi thôi, đã yêu thương rồi, yêu thương cho chó. Quý vị chơi luôn đi, lâu lâu mình ngồi xông hơi tại tấm cầu cũng được, đúng không quý vị? Và bây giờ một bài hát thích hợp với một cái trang phục của em hôm nay, gửi tặng đến cho tất cả quý vị được mọi người yêu thương. Họa đi, phúc sẽ đến, mời quý vị cùng lắng nghe. Dạ cái bài đó em lại dành xíu đi.
luôn quý vị. Cho em một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Em cảm ơn động lực từ quý vị. Thật sự là dạ, em biết quý vị hôm nay nóng lòng và muốn nghe cái bài hát chủ đề. Nhưng mà hôm nay á, đặc biệt là bài hát chủ đề này sẽ để dành hát chung với một người rất đặc biệt. Quý vị thích không? Trên mạng quý vị nghe có mình em hát à. Nhưng mà đêm nay thì sẽ hát chung với một anh chị, một số anh chị đặc biệt. Xin được giấu một xíu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Chắc biết là ca sĩ hát rất là mỏi rồi. Tại vì nóng quá quý vị. Nó dễ bị khát tiếng. Nó cứng dạ. Em thì sự kiện ở phần đầu thì em chọn những bài hát mà gần đây em yêu thích. Có những bài hát em hát thường xuyên thì nó nhuyễn rồi. Nhưng mà có những bài hát lại có cảm xúc hôm nay muốn hát cho quý vị nghe. Bởi vì nhìn xuống chắc quý vị cô chú là chắc là những người đã từng trải qua đang trọng sóng gió trong cuộc đời. Cho nên là em muốn chọn bài hát em chưa từng hát luôn. Và bài hát này hát xong hy vọng quý vị sẽ yêu thương. Và nếu có sai chút tỉnh cũng vỗ tay cổ vũ vì đây làm sự hổ hứa với bài hát mới của người, của em nhưng mà cũ của người ta luộc đời. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nhưng ngọn đèn trước gió ai lùa, sinh tình
tụi quý vị chút nào hết. Chứ em xúc động lắm, tại vì em là một người cái mặt trẻ con nhưng mà cái tuổi phụ huynh rồi. Dạ. Em biết mình đã trải qua rất là nhiều thứ trong cuộc sống này, hỉ nộ ai ố em có hết. Tất cả quý vị cũng vậy, cho nên là em hát em cảm thấy nó rất là xúc động. Em nhìn quý vị là tự nhiên em xúc động em quên luôn. Rất là vui khi quý vị cũng đã đồng cảm với em trong cái bài hát Đục Đời này. Nếu như mà sắp tới em thu âm tung ra, quý vị ủng hộ không ạ? Cảm ơn. Vậy thì bây giờ em hát thêm một bài nữa đi. Tại vì thấy MC chưa có ra thì mình được hát thêm bài nữa nha quý vị. Đúng không quý vị? Quý vị quyết định đi. Quý vị quyết định em hát nữa đi. Thể hiện bằng một trận vũ tay thật lớn đi. Dạ. Bây giờ thì em hát bài nữa. Nhưng mà cái bài chủ đề á, chút xíu em quay lại nha. Nha. Bài nó để dành đi. Lúc sau nó phê phê mình hát đã lắm. Bây giờ em quậy xíu cho quý vị không khí vui lên nha. Được không ạ? Em hát một ca khúc. Ca khúc này cũng rất là ý nghĩa luôn, nhưng mà remix không gian thật vui. Đó là ca khúc Hơn Thua Chi. Chúng ta của em là nhạc đời nha. Quý vị nào có chịu chơi lên nhảy cùng với em bài hát này không vậy? Bye.
và xem những tiết mục phía sau thật hấp dẫn. Em sẽ trở lại phần sau, cảm ơn rất nhiều. Dạ, ông trời, hôm nay nên quá sống vô à. Tí xíu nên vô sẽ quay trở lại với bạn. Dạ, đầu đồng ấy. Em sẽ nói giống như một người trong gia đình của mình nha quý vị. Buổi đường xin kính chào tất cả quý vị khán giả có buổi tối hôm nay. Lời chúc sức khỏe được chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn. Và bài hát đầu tiên buổi đường sáng tặng cho tất cả quý vị, bài hát được có tên Hoa Biển. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cảm ơn quý vị. Cho quý vị một bài hát tân cổ giao duyên của sáng tác của anh Kiệt, bài hát được mang tên Sa Mưa Dông. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cảm ơn.
trời xa mưa giông cho buồn lòng đứa con xa tư. Dòng cố hương với bao kỷ niệm ngày xa thương nhớ lại đông đây. Những kỷ niệm đang xin được song ca
của đứa em gái của mình, ca khúc Mưa Bồng Bồng. Xin một tràng pháo tay cho em Hồng Loan. Cô bác dạng sự như ý và nhiều sức khỏe ạ. Dạ
Con xin kính tặng ông bà cô bác một bài là bài Tuổi Phận Đời Con của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Con mời ông bà cô bác cùng thưởng thức cùng con ạ.
vỗ tay cho Hồng Loan đi ạ. À, quý vị muốn nghe bài hát chủ đề không? Bài hát chủ đề Hồng Loan hát cùng với anh Quách Tuấn Du và ba học trò của mình. Quý vị muốn nghe không ạ? À? Bài hát gì ạ? Dạ rồi, mời quý vị cùng đến với Không Phải Của Mình và chào đón Hồng Loan, nam ca sĩ Quách Tuấn Du, Trung Tính, Trường Ngân và Như Mây. Vỗ tay nào! Đêm nay cùng với tất cả nghệ sĩ và cảm ơn bà con đã đến với một đêm nhạc thật là ý nghĩa với cuộc đời này. Và bây giờ quý vị có thể lên sân khấu chụp hình với tất cả nghệ sĩ nha. Ra ra phía sau hả? Rồi. Tạm biệt mọi người nha. Dạ ra phía sau thì quý vị.
Cảm ơn các anh Quốc Tuấn Du, cảm ơn chị Đặng Như Vây, ca sĩ Trung Tính, ca sĩ Trường Ân, ca sĩ Vi Sang cùng với Hồng Loan đã khép lại chương trình ngày hôm nay trong một tiết mục rất ấn tượng vừa rồi. Cảm ơn quý vị cùng đến với sân khấu Trống Đồng. Và xin chúc quý vị những ngày nghỉ lễ thật vui và thật tuyệt vời bên cạnh những người thân của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng được tổ chức trong thời gian sắp tới. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị buổi tối thật vui. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn ạ.